xin chào các bạn trong cái phần mà ngắt ngoài trong AT89C52 mình sẽ đi vào cái bài số 2 mình sẽ ngắt ngắt ngoài là ngõ không để mình chớp tắt led thì mình sẽ có hai led mình giao tiếp với AT89C52 đầu tiên là mình sẽ cho con led thứ nhất là chớp tắt bình thường còn khi nào mà có ngắt thì led thứ hai sẽ thay đổi trạng thái tức là đang tắt thì nó sẽ khi mà có ngắt thì mình cho nó sáng còn khi mà nó sáng mà có ngắt thì mình cho nó tắt đấy thì là cái cách mình giao tiếp hai led với vi điều khiển AT89C52 và mình sử dụng là ngắt ngoài là ngõ ngắt là ngõ không Rồi lưu đồ thuật thì đầu tiên là bạn cho led một mình chớp tắt nè, rồi đến đây mình chờ có ngắt không. Nếu có ngắt thì mình nhảy vào trình ngắt mình đảo trạng thái của led thứ hai. Rồi xong rồi mình quay trở về cái chương trình chính của mình, mình chờ tiếp coi là mình có ngắt nữa hay không để nó nhảy vào trình ngắt. Đấy thì chu trình mình cứ thực hiện liên tục như vậy bây giờ mình sẽ vẽ sơ đồ nguyên lý và viết code thì các bạn vào cái phần mà lập trình AT89 C52 nè các bạn, vào cái phần số 7 nè. Ngắt ngoài trong AT89 C52 nè, mình sẽ có cái bài số 2 của mình là ngắt ngõ không nè, ngắt ngoài ngõ không, chớp tắt led đơn nè. Mình mở cái phần mô phỏng lên. Rồi mình mở cái phần viết code của mình lên. rồi đầu tiên mình sẽ nói về cái sự điện lý thì các bạn lấy cái nút nhấn trở 10 kg ra để mình kết nối với cái ngõ ngắt ngoài không của mình nè đó mình nối lên nguồn thì bình thường á cái ngõ ngắt ngoài không của mình nè tức là cái chân mà b3.2 các bạn nó sẽ là mức 1 và khi nhấn là nó sẽ xuống mức không hoặc là có cạnh không đấy thì mình phát hiện nhấn là mình phát hiện mức không hoặc là phát hiện cạnh xuống tức là cái cạnh ngắt đó, là cạnh xuống mức không của mình á rồi mình lấy hai cái con led ra để mình kết nối với cái bọt một của cái vi điều khiển at89c52 đó rồi bây giờ mình xin qua cái phần viết code nha à, đầu tiên bạn cũng gọi là cái thư viện main.h nè rồi đó là bạn khai báo con led 1 và led 2 của mình ở chân là b1.0 và b1.1 vào cái hàm main của mình đó, bạn khai khai báo nè là cho phép ngắt toàn cục nè đó cái bước mà mình để mình thực hiện một chương trình ngắt các bạn là mình cho phép ngắt toàn cục đó ngắt toàn cục là mình cho phép ngắt tất cả các ngắt luôn còn ở đây là mình muốn sử dụng ngắt nào thì mình sẽ khai báo sử dụng ngắt đó rồi nè mình chọn ngắt ngoài nè nó là ngắt ngoài ngõ không này đó, mình cho cái bit ex 0 này lên một thì đây là cái ex không mình đây nè bạn nó bạn cho nếu mà bạn cho mà phép ngắt ngoài hay không thì bạn cho lên một là cho phép mình ngắt ngoài đây đó ok rồi tới cái uh, chọn ngắt cạnh xuống nè bạn thì cái chỗ mà thanh ghi mà chọn cái kiểu ngắt của mình đây đó thì là nếu mà ở ngắt ngõ không mình đây thì là mình chọn là ngắt mức hoặc là ngắt cạnh thì đây nếu mà mình cho nó bằng một là mình cho nó ngắt cạnh xuống bằng một đây it không bằng một mình chọn cái ngắt ngoài ngõ không của mình là cạnh xuống đó rồi là mình bắt đầu là mình khai báo cho led thứ hai của mình là tắt đi thì ban đầu vô nó sẽ tắt rồi mình vô hàm quay của mình nha thì hàm quay của mình ở đây thực hiện là chuyển led à, thứ nhất của mình là chớp tắt thôi đó còn led thứ hai của mình là sẽ đảo trạng thái ở cái uh, ngắt uh, ngoài ngõ không của mình thì cái cách mà mình uh, viết cái hàm mà ngắt ngoài uh, ngõ không của bạn thì đây cái vector ngắt của mình là không nè thì ở đây nó tương ứng với cái uh, vector ngắt của mình nữa bạn nó khi mà bạn uh, ngắt uh, ngoài ngõ không thì nó sẽ có vector ngắt của mình là không thì cái cách của mình viết cái hàm ngắt ngoài ngõ không á thì mình sẽ viết như thế này đó khi mà có một cái sự kiện ngắt thì mình sẽ nhảy vào cái chương nhắc ngày mình thực thiệt. rồi bây giờ mình sẽ biên dịch đây nó không có báo lỗi gì bạn thì chương trình mình ok đó mình sẽ qua cái phần mô phỏng nha các bạn load cái file main.hết ra ok rồi bạn uh, mô phỏng đó thì bây giờ ở trong cái hàm men của mình đó, là con led một mình nó chớp tắt nè khi bạn nhấn nè nó bạn nhấn là nó thay đổi trạng thái từ một xuống không nhưng mà phát hiện cạnh nó buông ga nè buông ga thì là nó cạnh lên nên là nó không thay đổi trạng thái thì bạn nhấn là nó nó thay đổi cái trạng thái đó, cái cạnh của mình đó. nó thay đổi cái cái mức từ một sang không thì nó sẽ làm cho con led hai này thay đổi trạng thái tức là nó nhảy vào trình ngắt của mình đây đó được chưa? đó là cái cách để mình ngắt cái cạnh xuống của mình. Rồi thì các bạn dựa vào cái chương trình này các bạn có thể là ngắt cạnh xuống hoặc là mức không ở cái ngõ là ngắt ngoài ngõ một hoặc là ngắt cái mức không ở cái ngõ là ngắt ngoài ngõ không này.